Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em một số ít sản phẩm anh em, cho anh em tham khảo nha. Thì sẵn đây em quay mấy cô gái Malai cho anh em ha. Thì anh em có nhu cầu thì alo em nghe nè. Thì bên em có bán cua mồi, cua mồi, cua về làm giống đầy đủ cho nghe nè. Thì bên em bự con lắm, con lắm nha. Thì anh em cần quay chi tiết kỹ hơn từ con á, anh em thì alo em nghe nè, số điện thoại em để trên tiêu đề. Thì em sẽ quay, em gửi bên Zalo cho anh em ha. Xem nè. Rồi tiếp. Thì ngoài ra bên em cũng bán nhiều sản phẩm lắm nha nè. Thì bên em thì cũng hiện tại thì cũng đang chuẩn bị đóng đồ gửi đi cho khách ha. Thì thì một ngày em giao một lần nha nè. Thì em giao giác đóng hàng giác sáng á nè, thì em gửi trong ngày luôn. Còn như anh em điện giác sáng thì em gửi luôn nha nè. Còn anh em điện khoảng từ giác hơi trưa hay là tối á thì em qua ngày sau em gửi, thì em tranh thủ em gửi sớm cho anh em ha. Thì đầu tiên thì anh em cần mẫu nào thì alo em nha nè. Thì bên em bán hàng giò bảy cua gáy hàng cấp lụa C7 và giò Thái nha, đầy đủ chơi nha nè. Thì bên em bán hàng chỉ bán hàng cấp lụa C7 ha. Thì cái này thì em bán đủ 3 dòng, dòng chữ O, chữ U và chữ C nha nè, 3 dòng luôn ha. Rồi, kỹ cho anh em coi nha. Thì cái con cáp nè, dòng này dòng tàng hình nha nè. Đây xe máy đều đẹp, không có một cái lỗi con cáp nha nè. Khoen là khoen đúc liền luôn ha, khoen đồng đúc liền luôn. Còn dưới đây là cái chân nó làm bằng thép nha anh em, đập dẹp ha. Gầm lại cái màu đen nha nè, màu nâu nâu á nè, màu đất á. Dây là dây siêu bền ha, màu nâu đất luôn, trùng với cái ấy luôn nha nè. Dây nè, tàng hình ha. Thì cái hộp này khi mà em quay như này là gần lắm nha nè, bên gần ha. Nếu mà em tách ra cộng mình đưa hơi xa ra ngoài là một cộng là không thấy luôn nè, được hình ha. Thì bên em bán đủ 3 dòng O chữ U chữ C, thì em bán đủ là 5 chân 10 chân và 7 chân nha nè. Thì anh em có nhu cầu alo em. Thì hiện tại 7 chân thì em đang bán giá là 90.000 mà 10 chân là 130 nha nè, 7 chân 90.000, 10 chân 130 ha. Thì mấy cái này em bán nhiều lắm anh em, đa số anh em đi bảy cô gái thì người ta xài cái dòng cấp lũ C7 này nhiều, cái gì dòng này nó mịn dòng đường hình ha, mà nó cái độ hiệu quả nó cực kỳ cao luôn. Thì ngoài ra thì bên em có bán hàng nọc đính trần, thì nọc đính trần á thì em có bán loại là hai loại nha, dòng dòng cái hàng đầu tròn đầu vuông nha nè, hai dòng ha. Anh em cần mẫu nào alo em ha, thì cũng đồng giá nhau thôi, 180 nha nè. Cái chân nó là bằng inox này, chân inox đặc luôn nha nè. Còn cái đầu trên này á, là làm đồng thao nha nè, chuông mà để vô lục em có bán nha nè, được chích từ quốc á, thì cái 30.000. còn cái này là cái móc mắng lục này nè, móc mắng lục này thì cái chân của nó dưới này là bằng thao, còn cái móc là inox nha nè, inox ha. Thì một cái móc gì đây là 140 nha nè, 140 ha. Cống này hay cặp 20.000, còn cống nhựa này thì 30.000. Nó có màu xanh nhà binh để mình bỏ vô cái lục mình đi ngoài, mình đi bẫy nè, thì 30.000. Cống đựng nước thì 20.000 nha nè. Còn cái này lưới để mình đang lập ở nè, thì bên em có bán thằng lưới đang sẵn luôn, về mình chỉ lập lên rồi mình điền lại thôi. Còn cái này cũng chỉ để về mình tự đan ở nhà anh em, thì cũng đồng giá nhau. Cùi chỉ thì mình xài nó tốn công nhưng mà nó lợi hơn, còn cái kia lưới thì đang sẵn thì đồng giá nhau là 60.000 nha nè. Còn dây siêu bền thì là dây siêu bền là 80 nha nè. Còn cái này thì xích chi cua ấy diệt thì cộng này 40 ha, cái này chống sắn bằng inox nha nè. Còn thằng xích chi Malai thì 50, còn số 8 là 65 nha nè, đầy đủ hết. Còn cái này bảy cung thì nó có hai loại lưới, một lưới màu vàng và lưới màu đen nha nè. Thì một khuôn như đây là 10, một khuôn á nè là nó 10 bộ ha, 10 cộng ha. Thì bộ gì đây là em đang bán giá là 100.000 nha nè, 100.000 ha. Còn bên em có bán đầy đủ lá giả cho nghe nè. Thì cái này là cái túi để mình đựng cái con chim bổi nè. Thì một cặp gì đây là 25.000, em có bán túi nhỏ chim nhỏ nha nè. Thì hai cái loại này thì nó cũng đồng giá nhau thôi, loại chim nhỏ nè, còn loại này đồng giá nhau là 25.000 một cặp nha nè. Này mình lớn mình đựng mấy con bìm bịp hay là cua gáy hay là cúc vậy đó nè, còn này thì mấy con chim nhỏ đồng giá nhau là 25.000 một cặp.
Còn lá thì em có bán lá là em bán lá là lá dương sĩ, lá bồ công anh và lá tre, thì bán đầy đủ lá cho nghe nè. Thì lá bồ công anh này với lá tre thì em đang bán giá là 30 nha. Lá còn lá dương sĩ là 90 nghe nè. Đế cua đứng ha. Thì đế cua đứng bên đây cũng có bán luôn nghe nè. Một cặp về đây là 25.000. 25.000 nghe nè, có xịt qua lớp BU rồi ha. Anh em cần mẫu nào thì alo em nghe nè. Giao hàng toàn quốc ha. Ngoài bên cua nó gái nhiều lắm. Trong đó ha, thả gà gừng đầy đủ trong đó nha, gà gừng cút chích quất bình biệt đầy đủ trong đó nha, nhiều. Rồi xin chào anh em ha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha.